Chào quý vị, như vậy chúng ta đã quay trở lại ở sân vận động Phong Vũ hay bù đắp cho sân vận động Phong Đồng. Ở đây là buổi tập luyện vừa rồi cũng đã sẵn sàng. Đều cũng sẽ chuẩn bị những chứng kiến trong một màn song đấu đầy thú vị tại giải bóng đá quốc gia với các chương trình đặc sắc tại Việt Nam, một phổ thông Phong Đồng thì bảng cúp C1 mùa 2020-2021 từ 13 tháng 11 năm 2020, giai đoạn từ bảng Y đến bảng Q mùa giải thứ hai. Đây là cặp đấu giữa chủ nhà, bên tay trái của chúng ta là chia sân đôi của công ty giải trí Bình Minh, hay gọi là Bình Minh công ty truyền thông giải trí Bình Minh Media, và phát sóng tối trưa chủ nhật vào lúc 12 giờ trên VTV3. Đối thủ được mang tên đó là bên tay phải Bi đội Thông Thái, công ty truyền thông Bi phối hợp cùng đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào 20:45 thứ sáu trên HTV9 năm 2021. Đây là một trong những cặp đấu đang được chờ đợi, nhưng đối thủ có vẻ là hơi khó khăn hơn cho chia sân đôi cùng với Bi đội Thông Thái. Cặp đấu cùng bảng đấu với siêu đại đăng ký với siêu nhị đấu trí, hay em siêu đại đăng ký có chiến thắng được trước siêu nhị đấu trí với tỷ số 4-3 ở vòng mở màn cho một buổi vòng đầu tiên đầy kịch tính. Và cặp đấu này đã bắt đầu diễn ra vào lúc 17:25, bây giờ là 17:26 cũng đã bắt đầu rồi. Với cặp đấu giữa Bi đội Thông Thái gặp đối thủ chủ nhà chia được sân đôi, đây là một đối thủ cũng được đánh giá là cũng hơi dễ rồi, không có gì khó cả. Nhưng quan trọng hơn là với cách đối chơi, về những pha bàn thắng như thế nào là sẽ được biết ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, lưới của đội chủ nhà, đội Bi đội Thông Thái, chương trình đầu tiên của năm 2021 dâng lên 1-0 dành cho những chương trình mới mẻ và game show độc lạ có 1-0-2 chia được sân đôi. 1-0 cho chia được sân đôi rất nhanh, không ngờ làm được ngày hôm nay. Chia được sân đôi giờ khởi điểm hôm nay đã làm được, chắc chắn điều đó không xảy ra được. 1-0 rồi, chương trình của năm 2018 chia được sân đôi Bình Minh Media. Rồi, hình như là một sự phối hợp không ổn rồi. Đây, cuộc bão đây, gia bão gì đều được. Đây, gia bão của đội chia sân đôi của năm 2018 trên sóng VTV3, 12 giờ trưa chủ nhật hàng tuần, công ty Bình Minh Media. Dường như có vẻ là hơi khó khăn một xíu rồi. Cố gắng lên, phải làm sao mà cho một sự công bằng là được. Không may mắn rồi, dứt điểm đã ra ngoài, thuộc về đội Bi đội Thông Thái. Trên sách tại vị trí này có vẻ là căng thẳng quá, căng thẳng sau những vòng đấu đầy quyết liệt. Hôm nay sẽ thay thế cho sân vận động Phạm Văn Đồng, vì hôm nay sân Phong Vũ sẽ là một trong những cặp đôi xứng tầm hơn. Không được,
chưa may mắn cho đội Bình Độ Thông Thái. Ở vòng đấu thứ hai thì Bình Độ Thông Thái sẽ trở về sân nhà và sẽ gặp Siêu Như Đấu Chí thôi. Còn với Chí ở sân đôi thì sẽ gặp hát trên sân của Siêu Tài Năng Nhí Super Ten. Hứa hẹn sẽ hấp dẫn hơn cùng với Madison Media Group khi đối đầu với Bình Minh Media. Còn với Bay Entertainment, giải trí của Bay Entertainment, giải trí của Game Show Việt của Siêu Nhí Đấu Chí sẽ gặp Bình Độ Thông Thái. Chắc chắn Bicom sẽ gặp nhau trong thị trường Đông Bi và đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng HTV9 thực hiện. Đây sẽ là hứa hẹn còn sẽ còn điều mới mẻ hơn sau khi Siêu Tài Năng Nhí có chiến thắng trên sân của Siêu Nhí Đấu Chí với tỷ số 4-3. Để xem coi có làm được gì ngày hôm nay hay không. Cô Đào ngày hôm nay có về quê rồi cho nên là không thể ở nhà được, cho nên là không có gì được. Về quê cùng với chồng của cô Đào luôn, Nguyễn Thị Đào. Đây là vòng giai đoạn cuối cùng của giải rồi. Số là 1-0 rồi. Cơ hội cho Bình Độ Thông Thái. Ba bàn thắng của cầu thủ đến từ khối 12. Đây bàn này, bàn chung của Đăng Nhất, Đức Sĩ, Trần Quốc Toản. Một đều. Đây là ba bàn chung của bạn này, một đều dành cho Bình Độ Thông Thái. Vào lúc 17 giờ 32 sau 5 phút thôi. Mở sau ít phút thôi mà đã làm 2-1. Cuối cùng đội chia được sân đôi đã vượt lên. Chia được sân đôi ngược lại đã vượt lên sau một pha thực hiện cú sút rất là đỉnh cao. Chưa bao giờ chuyện gì xảy ra được. 2-1 cho chia được sân đôi. Chương trình của năm cũ công ty Nhựa Bình Minh Media chưa có một sự xảy ra được, nhưng không có thời điểm thích hợp này. Hứa hẹn sẽ có tiếng nhân bàn giống như người một nhà mà thôi. Lỗi rồi, hôm nay lỗi cả hai bên luôn. Hai bên đều lỗi chung với nhau rồi, chung cũng hợp tác với nhau đều hiệu quả. Rồi chúng ta xem còn nha. Đây cũng sẽ là phần giao bóng tiếp theo. Cơ hội. Đây là cơ hội Bình Độ Thông Thái. Bình Độ Thông Thái hôm nay may mắn rất là nhiều. Hay một sự phối hợp này có một màn biểu diễn ngày càng biến liệt.
và hoàn hảo. Hai một, cầu thủ này đã lập cú đúp trong trận đấu này, rất là người hùng, chưa bao giờ mà làm được. 2-1 cho bị đội Thông Thái. À, hai đều cho quý vị và các bạn, hai đều dành cho bị đội Thông Thái. Cao quá, rất tiếc trong, nhưng mà không có bàn thắng thứ ba dành cho Chí Lực Sánh Đôi. Tỷ số là 2-2, bị đội Thông Thái đã cầm bàn lại rất nhanh chóng. Ban đầu cú sút cao như thế này là một bị màn biểu diễn hay hơn. Bóng trong tay, điều chỉnh đi, ông điều chỉnh được rồi, rất là yếu sinh lý quá. Tôi hẹn sẽ có nhiều những tiếng nhân vang hơn. Nhiều lắm rồi, chỉ được Sandro đang ngày càng trở nên phong cao hơn. Lỗi của đội bị đổ Thông Thái, anh tiếc quá. Ok, đập nhanh rồi, thứ này là không làm được. Anh sẽ chọn trần không có mặt, Thiên Sơn nghỉ một tháng rồi, cùng với Hoàng Ninh, Đăng Nhất, Đức Sĩ. Đại cũng diễn ra vào 17:25 nè. Đấy. Anh tiếc quá, không có câu trả lời thành công. Quá, wow, quá nha, quá là đỉnh cao. Như thế là không có bàn thắng thứ ba cho Chí Lực Sánh Đôi. Chưa được. Cầu thủ này đã tham gia rất là nhiều lần, là không có một sự may mắn hơn. Tiếc quá. Qua wow, một điều chuyền hôm nay bất phải thi rồi. Tỷ số là 2-2 thuộc về cả hai đội. Đây sẽ là một điều hấp dẫn hơn. Cà quá mà. Vâng, tiếp tục. Rồi quay lại bên kia. Rồi cho chia sân đôi.
không mang mang không có gì may mắn được. Anh đi. Không vào. Đây, quốc bảo đây. Vào. Sai lầm thuộc về đội bị đội thông thái. Thì số là 3-2 dành cho Chí Lực Sân Đồi. Chí Lực Sân Đồi lần tiếp theo sau khoảng nhiều thời gian đã vượt lên rất là thành công. 3-2 cho Chí Lực Sân Đồi. Rồi để xem coi quá khó khăn nội điểm nào thì sẽ biết câu trả lời. Vào không, không thể qua được. Xem nữa, cầu thủ này là cú hat-trick rồi. Hat-trick dành cho lần đầu tiên của biệt đội Thông Thái. Chưa mới mở màn trong game show mới đầu tiên thôi. Được phát sóng vào thử nghiệm thứ 6 tuần tuần 20:45. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra được. Cuộc bỏ vô đầu với bạn này. Bạn này là bạn đồng nghiệp của Trần Quốc Toản này. Đấy, không có thi đấu luôn. Để xem. Mạnh quá rồi. Chương trình nghệ thuật Xuân Yêu Thương xin nhắc lại sẽ vào tổ chức vào ngày 1 tháng 2 năm 2021 vào 7 giờ. Thì một chương trình hiểu hẹn sẽ là một trong những trò chơi dân gian đầy thích ứng hơn, sẽ có được nhiều may mắn cho nhân dịp năm mới này. Kính mời quý vị và các bạn xem và đừng ủng hộ cho kênh Trong Mong Minh Chí để subscribe, đăng ký để có những thông báo video clip mới nhất này. Bây giờ đang giai đoạn chậm hơn rất là nhiều. Câu trả lời của đội biệt đội Thông Thái. Khoảng trống hay không? Càng thẳng lắm rồi. Không may mắn. Bà này hai đi cú đúp rồi. Có vẻ người hùng cho sáng dáng hơn. Mỗi chỉ có duy nhất mà làm được. Thì đối đầu với Quốc Bảo đây. Một giai đoạn phép thử và cũng sẽ có được mình làm được, sẽ làm được thôi.
trời cũng đã hồng hồn rất là nhanh rồi, trời cũng xa sắp tối rồi. Wow, quá hoàn hảo. Bàn đội trưởng của bà Quốc Bảo đã thành công. Tỷ số 4-2. Chia sân đôi nâng tỷ số lên 4-2. Một bàn của đội trưởng của Quốc Bảo khi mà đối mặt với cầu thủ đội trưởng đã ghi 2 bàn và cũng đã qua đi. Tỷ số là 4-2 rồi. Và bạn này sẽ là thay vị trí thủ môn. Bạn này cũng đã có 2 bàn được ghi rồi. Để xem liệu rằng có may mắn cho biệt đội Thông Thái không. Chị Sando nâng cách biệt vì 2 bàn rồi. Biệt đội Thông Thái đã không làm may mắn hơn. Đặc biệt là 2 bàn thắng rồi. Không thể tin được chuyện gì xảy ra. Wow! Chúc mừng 3-4 cho biệt đội Thông Thái. Một cầu thủ nào đó đã lập công cực kỳ đầy sắc nét và hoàn hảo hơn. 3-4 cho biệt đội Thông Thái. Lực nhanh chóng rồi. Sự phối hợp ngày hôm nay càng cực kỳ căng thẳng hơn, khó mới có thể chuẩn xác cho chiến lược sân đôi trong ngày hôm nay như ngày hôm trước ở vòng đầu tiên. Ngày hôm nay đây mới giai đoạn trong ở vòng đầu, cũng như điều đó sẽ làm lên. Trời ơi, bị đội Thông Thái mà vượt lên như thế này. Năm hai, chỉ là sân đôi rất nhanh, nâng thêm một bàn thắng nữa. Đợt một cũng đã kết thúc rồi. Sau vòng đầu tiên, tỷ số chiến thắng thuộc về 5-2.
Hy vọng ngày hôm nay với chiến thắng thì Chí Lực Sơn Đôi đem về vị trí nhất bảng. Đó là nhất bảng MN với 3 điểm đầu tiên, vượt qua đội với cách biệt thì hiệu số là 3 bàn. Còn Siêu Đại Nhĩ thì hiệu số bàn là 1. Còn với vị trí cuối cùng thì thuộc về đó là Bị Đỗ Thông Thái, cùng với vị trí thứ 3 là Siêu Nhĩ Đấu Chí. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình tiếp theo cũng vào khung giờ này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.